trên địa bàn thành phố Việt Trì đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, phát triển những mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao. Ông Triệu Văn Trạch ở khu 5 xã Ích Cương, thành phố Việt Trì là một ví dụ. Trước đây, gia đình ông Triệu Văn Trạch trồng nhiều loại cây ăn quả, tuy nhiên chưa có giá trị kinh tế cao. Nhiều lần trăn trở, đồng thời mạnh dạn tìm hiểu và học hỏi thêm kinh nghiệm từ các mô hình bạn ở địa phương khác, ông mạnh dạn đầu tư trồng 100 gốc bưởi diễn. Đến nay, sau gần 10 năm, vườn bưởi của ông đã có gần 500 gốc, cho thu hoạch đều đặn. Trong cái bưởi này là thay thế tất cả các cái, những cây sơn, cây chè, cây vải, tôi đã gì hết, dùng đặc sản là dùng bưởi. Mà từ cái dùng bưởi gia đình tôi là bưởi diễn là mỗi năm trước là bán cứ 30.000 một quả, mới rồi thì có những quả cành lá bán ngày Tết là 100, 150 không có. Thế từ việc ấy là gia đình tôi nó mới nâng được cái cuộc sống, làm được nhà cửa ở sang trang. Đặc biệt sau hơn 10 năm trồng bưởi, ông Trạch đã quyết định trồng thêm cây đinh lăng xen canh vào vườn bưởi với diện tích hơn 1.100 gốc. Đây là cây dược liệu có nhiều tác dụng chữa bệnh. Việc trồng xen canh này không ảnh hưởng đến năng suất cây bưởi mà còn giúp giữ ẩm cho đất, chống hạn cho cây. Nếu cây bưởi mà không có dùng cái cây này thì cái vườn bưởi này là nó sẽ cỏ nó bọc lan tràn. Mà suốt năm là cứ phải cắt cỏ, xới cỏ thì nó lại đứt rễ của cái cây bưởi. Mà bưởi mà đứt rễ lâu rễ tơ thì nó lại ảnh hưởng quả. Nên ông quyết định là dùng đinh lăng để xen canh dưới là lại thu hoạch được cả đinh lăng tiền để phục vụ cho cây bưởi. Thế cây bưởi thì nó lại phục vụ đinh lăng, nó sẽ che cho đinh lăng được kín. Về mùa đông mà nó ở miền Bắc mình là nó có cái sương muối là nó hay bị chết, cái cây nọ này nó hỗ trợ cái kia. Vì đây là một mô hình mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao nên trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Hy Cương cũng chủ trương tuyên truyền, vận động bà con, hội viên, hội nông dân nhân rộng mô hình ra các hộ gia đình khác để tận dụng nguồn đất sẵn có của địa phương. Từ đó thì tạo thêm thu nhập, việc làm và góp phần phát triển nền kinh tế xã hội của địa phương. Với mô hình lấy ngắn nuôi dài, sau gần 10 năm trồng xen canh dược liệu vào bưởi, hiệu quả kinh tế của gia đình ông đã tăng lên đáng kể. Hai loại cây đã mang lại giá trị kinh tế với thu nhập bình quân từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm ổn định cho từ 3 đến 4 lao động. Với những nỗ lực của mình trong mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tận dụng lợi thế đất đai, ông Triệu Văn Trạch là một trong những hội viên nông dân giỏi cấp thành phố.